Vi Phan nông dân xin chào các bạn nha. Hôm nay trời nắng ao nó khô này các bạn. Có một cái ao đây này, giờ nó khô rồi. Nó khô chỗ này nước nó còn nhiều lắm các bạn. Mình tắt cái ao rồi. Mình không phải mình tắt, mình tay. Mình ao ra nó nhiều nước quá, mình tắt bằng tay là mình tắt không nấu nha các bạn. Đó, giờ mình quay chung quanh ha các bạn thấy. Mình phải dùng cái máy nha các bạn. À đúng, mình dùng cái máy nha các bạn xem. Các bạn thấy ra chưa? Máy này là cái đầu rầm nó xuống rồi này các bạn, đầu rầm á. Đầu bơm tải là tải đi rất xa ngàn mạng, nước nó ra nó diễn mạnh được. Rồi nó đi lên trên đó, mình tải lên đó. Đầu bơm tải mình tải đi xa. Ra nước nhà nước là tại chỗ là không ra nấu nè các bạn. Đó, gần cạn rồi các bạn. Vừa cá đầu nó dễ á. Gần cạn rồi ra không biết cá là sao rồi. Vừa cá dễ không các bạn. Cá dễ. Càng mình bắt thứ con cá nha các bạn. Mới bắt được con cá trơ này các bạn. Ôi, hả? Bắt tay chừng lắm hết. Mua rồi chừng kiếm mình. Con bên mình bắt rồi các bạn ơi. Con bên mình. Mua cá trơ đầm này các bạn. Dạng ươm. Đúng cá trơ đầm luôn. Mua to. Trơ các bạn. Mua nữa rồi. Không bình mình bắt các bạn ơi. Quá. Cá các bạn thấy nó đi không? Mua con này. Không bình mình. Càng ngang các bạn cá. Cá nhiều lắm cá. Cá này là ô, mình bắt muốn ai bắt hết rồi. Bắt bỏ vô gèo rồi. Bắt bỏ vô gèo rồi.
nhiều lắm các bạn à, cá mua, cá nhiều mua, cá đẹp nước luôn. Cá nhiều. Hả? Cá nào? Đấy, cá lóc. Đâu? Đó bạn, đó bạn. Wow, cá trôi này bạn ơi. Wow, cá trôi. Đây bạn. Wow, cá trôi. Trời các bạn. Ủa. Cầm cầm tách ra mấy bạn á. Gào. Ừ, cá nhiều lắm bạn, quay gần gần lại ra con. Dùm lại đâu mà, dùm gần lại đâu. Nghe. Là mình nướng con cá thôi à. Các bạn rồi cá mình nướng một con thôi, con cá to quá mình không nướng, mình nướng cá này các bạn.
nướng à. Giờ mình đỡ xịt xô ra ngoài chút nữa lửa có tan rồi bắt đầu mình nướng chín. Bằng ra đó. Mưa giờ. Chín rồi nha các bạn. Chín nữa là mình thưởng thức nha. Nó nói tưởng nói được gì, nói như cũng với cái bột tạt rồi mà. Oh, bây giờ chín rồi nha các bạn. Thì mình thưởng thức nha. Cổ mang tề. Ủa, cá này các bạn. Mầm tì ấy, tì hoài khó quá các bạn ơi. Rồi mình mời các bạn nha. Chấm muối nha các bạn. Rồi mình mời. Mời các bạn. Để họ bao giờ nó chớ không nha chị. Chớ lên lại cái này. Wow, còn quá các bạn ơi. Béo. Giờ gì giờ nó giờ nó ở đâu? Còn cơm mà không biết rồi. Nóng rồi. Các bạn và nướng vàng. Đâu mình xin kết thúc video rồi. Bạn xem video có thấy hay cho mình xin một like một đăng ký các bạn. Cảm ơn các bạn. Mình hẹn lại video sau.